Thành phố Hồ Chí Minh muốn xây khu công nghiệp 380 ha ở Bình Chánh. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng về việc cho phép lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trên diện tích đất rộng 380 ha. Vị trí của khu đất này nằm gần với các khu công nghiệp như Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Phạm Văn Hai. Đây là lợi thế để khu công nghiệp trong tương lai được phát triển thuận lợi. Sắp có cao tốc Bắc Nam 40.000 tỷ qua Bình Thuận. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc trên tuyến Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng mức đầu tư là 39,66 nghìn tỷ đồng đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Toàn tuyến dự án đi qua 29 xã, thị trấn thuộc 5 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 1.179,45 ha. Hà Nội đồng ý xây bãi xe ngầm hơn 1.700 tỷ đồng trong công viên Thủ Lệ. Dự án sẽ được thực hiện trên khu đất rộng hơn 16.100 m2, trong đó có khoảng 638 m2 diện tích xây dựng, có chức năng dịch vụ phụ trợ kết nối không gian ngầm và mặt bằng cảnh quan, khoảng hơn 2.000 m2 diện tích bãi đỗ xe chuyên dụng của vườn thú. Quy mô chiều cao dự án gồm 5 tầng hầm và tầng kỹ thuật với tổng diện tích xây dựng phần ngầm đạt hơn 72.000 m2. Hàng trăm dự án nhà ở xã hội ách tắc vì thiếu vốn. Báo cáo mới được gửi đến các đại biểu Quốc hội của Bộ Xây dựng cho biết, hiện đã có 198 dự án với khoảng hơn 81.700 căn nằm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị trên cả nước được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện đang tiếp tục thực hiện triển khai 226 dự án với khoảng 182.200 căn. Hầu hết tiến độ của các dự án đang triển khai đều đang bị chậm hoặc tạm dừng thi công vì thiếu vốn vay. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào bấtđộngsản.com.vn, kênh thông tin số 1 về bất động sản để tìm hiểu thêm về các thông tin trên và các thông tin hữu ích khác của thị trường bất động sản.